Anh em có biết bí kíp sơ phi hỏa lưu tinh của đào hoa có thể bắn bể bất tử trong bí kíp cao của bá đào, nhưng bí kíp sơ của phi hỏa lưu tinh không thể bắn bể bất tử của dục huyết đạo phong. Chào mừng mọi người đến với LNB Channel. Video hôm nay là một cái cảm nhận của một anh bạn người Hà Lan. Người Hà Lan thang đó anh em. Cái anh bạn The Best, trưởng lão VR Tiểu Vi. Anh ta có một cái số lượng lịch chiến khá là ổn ở trong cái cầm server Thao Trăm. Nhưng mà với cái kiếm hiệp 1 như thế này thì anh ta sẽ cho anh em biết được một số cảm nhận khi mà chúng ta chơi ở server 600 với lại Tống Kim như thế nào nha anh em ơi. Hello các bạn nha, mình là Bối, mình hôm nay sẽ review về Tống Kim Server 600. Đúng rồi, mình đi quay thì quay sẽ quay cho anh em thôi, chứ hạng của mình Tống Kim không cao được các bạn ạ. Tại vì mình không có nạp, thứ nhất là không nạp tiền, thứ hai thì lực chiến quá thấp. Server này mới mở ra thì đã có ngành kiếm hiệp 19, 10, 12 thì là chuyện bình thường. Là nhiều luôn chứ không phải là một hai người nữa, phải tính số lượng rất là đông. Nói hạt này như các bạn thấy đó, thì đó là kiếm hiệp 1, không có gì gọi là đặc biệt hết, rất là bình thường hơn những hạt bình thường khác nữa. Bị cái ban chụp cái thì mình cũng không thoát được, mình chỉ làm Tống Kim này thì không phải là quay về top hay này kia, làm chủ yếu là quay cho anh em thấy cái Tống Kim Server 600 nó như thế nào thôi. Mình nghĩ đâu kìa trời. Mới mở ra hôm qua nay thì đã có một anh là Tiềm Long rồi, anh đó anh Quy Quy của ban anh Quy Nguyễn. Chung là cũng tập trung nhiều những anh đại gia nè, thứ nhất là những anh đại gia nè, những người chịu chơi. Hay quá anh Thiên Dương ơi, Thiên Dương anh cứu mình một màn thua trông thấy nhưng chắc cũng chết luôn rồi. Ông thần đó mà ông do vậy ta, đứng tẹt như đúng rồi mấy má. Ê xong rồi dính cái chiến công vũ giả này coi như là cuộc đời nó đen rồi. Qua qua thằng nhỏ có làm gì đâu mà dí nhỏ quá.
Mình thì chủ yếu là quay về những anh em hóng xe hoài 600, mà ngại cái việc mà ship hàng chờ đó. Thật sự các bạn biết nhé, hôm qua mình ship hàng chờ là từ lúc mà xe hoài mở mình chờ cho tới 3:30 chiều, 3:30 chiều ạt này mới mới vào được trong xe hoài chơi. Thì các bạn cũng biết rồi đó, rất là đông, lúc nào cũng phải chờ tầm 1K3 với 1K2 người không ít, trời đông lắm các bạn. Hiện bây giờ vẫn còn chờ, xe hoài đã mở 2 ngày vẫn còn chờ, số lượng chờ thì không nhiều như hôm qua nhưng mà cũng gần chờ khoảng 500 600. Vì đây là xe hoài hot mà, chung thì cũng như 5 năm thôi. Tạm thời bây giờ thì xe hoài này hot, thì thời gian sau thì 3 số 6 ra thì sẽ tới 3 số 6. Xe hoài 600 này thì tới khi nào mà nó ra 6666 thì cũng sẽ như nhau thôi. Sao mình bị gì mình đứng yên nha. Ông Thiên Sơn đứng cực kỳ khó chịu nha. À biết BK Thiên Sơn thì Thiên Sơn đặc biệt, BK của Thiên Sơn là không di chuyển nhanh và không khinh công. Mình này cũng nhắc luôn mấy anh em Thiên Sơn nha, anh em là không khinh công và cũng không đi nhanh, tại vì nếu mà các bạn khinh công á thì nó sẽ mất đi cái 10 tầng của Thủy Long Ngâm. Mà các bạn biết đó, Thủy Long Ngâm là cái chiêu quan trọng nhất của Thiên Sơn. Nhiều anh em với Thiên Sơn không biết, mình thấy nhảy 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 không biết làm gì, nhưng thật sự Thiên Sơn là không được khinh công là thứ nhất, và không được di chuyển nhanh. Các bạn cứ di chuyển từ từ thôi, không gấp, cái tầm bắn của Thiên Sơn rất là xa. Nếu mà các bạn quýnh Thiên Sơn, các bạn chú ý nha, không được chạy như mình nha, chạy như mình là mất Thủy Long Ngâm chắc luôn. Rồi thứ hai nữa là các bạn khinh công nó sẽ mất 10 tầng Thủy Long Ngâm, mà 10 tầng Thủy Long Ngâm mất rồi nó tích lại thì rất là lâu đó. Mình thì không có, nói chung là không có giỏi gì về BK hết, nhưng mà mình biết cái gì thì mình nói cái đó cho anh em, những anh em chơi biết chơi phái Thiên Sơn. Mình xe bò mình đây hiện bây giờ mình đang chơi, mình có cũng rất nhiều anh em chơi Thiên Sơn, nhưng mà mình nói thật đa phần anh em chơi Thiên Sơn, anh em khá thích nhảy, khá thích khinh công, đặc biệt phái Thiên Sơn các bạn BK mà các bạn khinh công rồi thì coi như cũng không có làm được gì hết. Nếu mà các bạn khinh công coi như là các bạn phế đi 10 tầng Thủy Long Ngâm của Thiên Sơn rồi đó, chợ đóng vậy. Thì Dương ảnh định say chì đã chết, say chì khó chịu lắm. Biệt là hôm qua nay là không có bãi chen luôn, chen một, nói chung ta gọi là 1 mét vuông 40 trộm là gì đó. Đông lắm, chỗ phải chen tối 3 40 t chen thôi luôn, chen thì kinh nghiệm đâu có được bao nhiêu đâu, X10 chả dám xả, chả bậy thì sợ không kịp X10. Ông tiêu dao đó ông chơi khó mình ta. Quà này kiếm hiệp chính đông lắm, mới đầu tiên vô ngày mình thì vô trễ 3:30 mình mới vô, mình đâu có ship hàng chờ tới ngàn mấy, xong cái rớt mạng, các bạn xong cái là bắt mình chờ tiếp, mà chờ biết mình bực mình luôn á, mình tính không cho xe hoài này luôn á. Ở nhảy ở đâu ra đây cái ông đóng người vậy, ông đứng đây ông bắn như đúng rồi vậy. Không
Mình thì mới cái hiệp 1 á, giai đoạn đầu game này mới 20k lượt chiến này, không phải là yếu mà cũng không phải là cùi. Nói chung là tạo sẽ được. Chung cũng có giá của nó. Ôi mình đứng giữa đó, đây mình bắn giống như là quỷ thần. Đấy không như là đúng rồi vậy trời. Trời ơi mà sống luôn không ai giết được mình luôn kìa. Kinh nhờ. Cũng may. Trời ơi, ai cướp mạng của em vậy? Rồi thôi tống kim hết rồi nha. Cảm ơn anh em đã xem clip của mình. Cũng may là server 600 mình cũng được cái top 1 tống kim. Rồi ok, đó là một vài tâm sự của anh bạn Tiểu Vi ở bên server S600. Thì cảm ơn anh Tiểu Vi đã gửi video trải nghiệm về server S600 và tống kim của bên S600 luôn. Và một số chia sẻ của anh em, hiếm lắm mới có một anh em bình luận vào một cái video của bản thân của anh ấy luôn. Nên là có thiếu sót gì anh em thông cảm nha. Rồi ok, video của mình sẽ kết thúc tại đây. Nếu thích video này các bạn nhớ like, share và subscribe kênh LNB của mình. Đừng quên nhấn vào cái chuông, cái nút cái chuông cái bên để có thể nhận được những thông báo mới khi mà mình vừa up video mới lên nha anh em ơi. Xin chào tạm biệt tất cả các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Anh em ơi, khi mà mình xem video nếu mà cảm thấy hay thì anh em nhớ cho mình một like, một đăng ký kênh để ủng hộ kênh LNB. Và đừng quên nhấn vào cái chuông, cái nút cái chuông cái bên để có thể nhận được những thông báo mới khi mà mình vừa up video mới lên nha anh em ơi. Ok, xin cảm ơn tất cả anh em.